Chị Nhi khui sự thật khi bị bắt trên đất Mã, Bông Hậu đáp trả Bích Trâm nói anh hai. Khán giả đang theo dõi câu chuyện drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh. Trong ngày hôm qua, quý khán giả đã nhìn thấy những hình ảnh Hồng Loan, chị Nhi và luật sư Ngọc, bác sĩ Long. Luật sư Minh Nhật là thầy của luật sư Tuyết Ngọc cũng đã xuống Hậu Giang, đây là quê của thám tử Luồn, những ngày qua công kích nhóm Hồng Loan không thương tiếc. Kể cả chuyện chị Nhi bị bắt bên đất Mã, anh ta là người đưa hình ảnh chị Nhi lên không gian mạng và tuyên bố Nguyễn Thị Minh Thái đã bị bắt bên Mã Lai. Chuyện này thật 100%, chưa kể sau đó chống phá mỹ phẩm của Hồng Loan như nói nguồn gốc không rõ ràng. Và rất rất nhiều video công kích, mặc dù anh ta không nhắc tên trực tiếp là Hồng Loan, chị Nhi, nhưng những khán giả theo dõi từ đầu đến bây giờ thì đã biết, anh ta nói con vô ơn là nói đến ai, và Ni Marco là nói đến chị Nhi. Do đó không thể né luật là được. Thà rằng anh ta chỉ là người phản biện qua lại giữa hai bên không thích nhau, thì điều này không đáng nói, thì đương nhiên trên không gian mạng, Hồng Loan nhận được sự yêu thương của người này thì cũng có người khác không thích mình là lẽ đương nhiên, nhưng phản biện trong chừng mực cho phép. Đằng này anh ta lại rất là vui mừng khi thấy hình ảnh chị Nhi tại sân bay, anh ta còn miêu tả một cách chi tiết, có 7 đến 8 cảnh sát mặc phục bắt nghi Marco. Vậy những hình ảnh mà anh ta có được là do ai cung cấp? Trong khi đó báo chí bên Mã Lai chưa đưa thông tin, có phải anh ta bị nghi ngờ là đồng bọn với một nhóm người muốn hại Nhi? Và một nhóm đó nói rằng chị Nhi đã buôn bán hàng cấm, khi cảnh sát kiểm tra thì không có. Chỉ có những người ghét chị Nhi mới làm chiêu trò đó, chứ một người bình thường đi trở về Việt Nam thì làm gì có chuyện cảnh sát mặc phục bắt kiểm tra và khi khám xét lại không có chất cấm nào trong đó. Và sự chờ đợi của khán giả về thông tin chị Nhi bị bắt bên đất Mã là do ai hãm hại thì hôm nay chị Nhi cũng đã nói ẩn ý như sau. Quá bất ngờ với những tình cảm mà khiến ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có điều một số người sẽ không thích những bình luận như thế này dành cho Nhi. Họ muốn sao? Muốn uống nước dừa cho thanh mát cơ thể đang nóng bức bách, khó chịu. Đã thế uống nước dừa được rồi, trộn lẫn mật ong pha đường nữa khiến cho cơ thể bị co giật liên hồi ảnh hưởng đến dây thần kinh não bộ hại sức khỏe lắm. Chính những chất độc có trong cơ thể sẽ bị phân hủy nếu biết giữ nguyên bản chất đạo đức vốn có của phần người. Thân thể sẽ không bị phá hủy ngoài việc ăn uống theo đúng quy trình khoa học, thì phải biết tu tâm tích đức cho mình. Ác giả ác báo. Đây không phải là một status bình thường, mà chứa những ẩn ý trong đó. Khi chị Ni nhắc đến uống nước dừa là chị đang ám chỉ cái ngày chị bị bắt, thì nghệ sĩ ưu tú nói tối hôm đó, đang đi uống cà phê mà vợ thèm nước dừa, có nghĩa cà khị chị Ni bị như vậy là dừa bụng mình lắm. Và mật ong ám chỉ nói thám tử Luồn chuyên bán mật ong, nước dừa trộn với mật ong lại thành một loại nước uống không phù hợp dẫn đến thần kinh não bộ bị nhiễm chất độc. Việc vợ chồng Bông Hậu có kết hợp với thám tử Luồn hại chị Nhi hay không thì hiện tại chỉ là suy đoán của người bên ngoài, nhưng người trong cuộc như chị Nhi sẽ là người rõ nhất. Chị còn nói ác giả ác báo là không biết trong quá trình âm thầm điều tra chị đã tìm ra được chứng cứ gì chưa. Nhưng theo như chúng tôi suy đoán, nếu muốn biết được thông tin này phải phụ thuộc vô đám Hồ Tuyền, Quỳnh Nga, gã người Hoa khai ra thì mới là bằng chứng chính xác nhất, và có lẽ chị đã điều tra được điều gì đó nên mới dám nói câu ác giả ác báo. Trong khi đó sau ngày xuống Hậu Giang thì luật sư Tuyết Ngọc cũng viết theo lời dạy của Đức Phật dạy tỳ kheo của mình. Thầy tỳ kheo nói, ta bảo con kiềm chế bản tính hung hăng nhưng con lại làm mất bản tính tự vệ của mình. Người có tội phải trừng phạt đúng theo tội của họ thì tất nhiên họ sẽ kiêng sợ. Người phạm tội bị trừng phạt là vì tội lỗi và ác nghiệp họ đã gây ra. Lấy thiện thắng ác, khi để tà ác thắng thế, nhân tính sẽ không tồn tại. Còn cứ việc làm theo luật pháp và ý kiến của triều thần và cả dân chúng. Điều quan trọng là đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi. Có thể nói từ những ngày qua, khi luật sư Tuyết Ngọc xuống Củ Chi, chắc là đi xuống mì xào Củ Chi thay mặt Nguyên Vũ kiện cô ta, và đến Bình Dương thăm nghệ sĩ Vũ Linh, thì luật sư Tuyết Ngọc đã ghé chùa để thắm nhang hai vị Phật Thích Ca và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có thể nói, đoàn luật sư Tâm Quang không chỉ là một công ty luật nổi tiếng mà họ còn lấy tiêu chí chữ đức, từ bi lên làm đầu. Nếu ở một cương vị là luật sư, có thể đưa người khác vô tù và cũng sẽ có lòng từ bi mà tha. Giữa hai ranh giới đó, xuất phát từ lòng từ bi là vô cùng quan trọng công việc. Do đó khi tham gia drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh, luật sư Tâm Quang cũng lấy tiêu chí tâm từ bi là đặt hàng đầu, vì những lời nói trên không gian mạng dù ít dù nhiều gì thì đó là một công việc mưu sinh chính đáng. Nhưng dường như thám tử Luồn đã vượt qua mức làn ranh đỏ của nó, thay vì cà khịa vui giải trí, anh ta bây giờ gọi là bất chấp,
phải anh ta cũng cải sâu cho thành sai. Và điều đó tự mình hại mình. Trong chuyến xuống Hậu Giang lần này có cả luật sư lớn tuổi là thầy của luật sư Ngọc cũng xuất hiện, chứng tỏ mọi việc không còn là ở mức độ bình thường nữa. Với độ uy tín của thầy Minh Nhật thì nhiều luật sư trong nước đều biết, ông là một luật sư nổi tiếng, vừa hiền và rất là chính trực. Thám tử luôn chắc mấy ngày qua cũng đang xóa bỏ dấu vết, nhưng mà người làm trời nhìn nữa cơ mà. Trong khi đó về Bông Hậu, trong những ngày qua cuộc đấu khẩu giữa cô ta và Bích Trâm không sao dứt. Cô ta nói rằng vì Bích Trâm đụng mình nên cô phải chạm lại. Có điều sao lại thích đem cha mẹ người khác vô câu chuyện này, trong khi vợ chồng nghệ sĩ Linh Tâm không liên quan. Khi Bích Trâm lên tiếng cà khịa, lúc ngồi ngoài biển, chị Bông Hậu dụ mình lấy mỹ phẩm Nhật của chị về bán, rồi chỉ mình phải có chiêu lai kiếm tiền tỷ như chị. Mình nói giá cao quá, chị nói giá để vậy thôi, chứ bán bao nhiêu cũng được. Ủa giờ mình mới hiểu Nhật, nhưng không phải Nhật. Thì Bông Hậu đáp trả lại. Trâm viết status nói mỹ phẩm cho Nami, không phải của Nhật nhưng sợ không dám ghi đúng tên chị và tên thương hiệu. Tại sao? Chị yêu cầu Trâm có bản lĩnh hãy viết lại status vừa đăng nói về mỹ phẩm cho Nami không phải của Nhật. Dám không? Trâm viết đúng luôn tên thương hiệu mỹ phẩm và nói rõ không phải xuất xứ từ Nhật Bản. Dám không? Đưa ra luôn bằng chứng luôn. Dám không? Chị nhắc nhở một lần Trâm và những người cùng hội cùng thuyền đừng đụng tới doanh nghiệp cho Nami, Umi, Jibe Tokyo. Nói nhẹ, Trâm đã xin chị để được bán mỹ phẩm nhưng chị không đồng ý. Chị nói hết hàng. Trâm than thở không làm ăn giỏi, Trâm kêu chị chia sẻ chỉ dạy. Trâm nghĩ gì khi Trâm còn cần chị chia sẻ chỉ dạy mà chị lại kêu Trâm bán mỹ phẩm cho chị. Cho chị cười chỗ này nha ca. Lúc ngồi ở biển là lúc đi ăn trực ngủ ké không ngại phải hôm đó không? Đây là những gì Bông Hậu đáp trả Bích Trâm. Cô ta còn hé lộ luôn con cái của cô ta cũng vô cùng ủng hộ việc cô ta sánh đôi với nghệ sĩ ưu tú, nặng lời nói vợ chồng Bích Trâm là ăn trực. Thì em cày em lo cho gia đình. Một mình, đôi lúc em mà trước em còn than với chị là em còn nuôi chồng em nữa. Thì bây giờ, trời ơi, chồng của em là em gọi là chồng gì? Người chồng duy nhất hả? Không, người chồng đầu tiên thôi em ơi, chứ duy nhất chưa tính đâu. Duy nhất là chưa tính. Tại vì ba mẹ chồng của em mà hai mấy năm mà mẹ chồng em còn bị ba chồng em bỏ nữa đó. Em coi lại đi. Nên không phải là duy nhất đâu. Em là em đang nuôi. Còn chị có chồng, mà chồng chị làm phụ chị, hỗ trợ cho chị, giúp đỡ chị, để chị kiếm được nhiều tiền để chị nuôi con của chị. Tính ra là chị cũng đâu có khờ đâu em. Tính ra là chị không có khờ đó. Tính ra là đi chơi như chị vậy thì cũng đáng phải đi đúng không? Tính ra vậy nên bởi vậy vì sao mà con của chị nó nói: mẹ ơi, con thấy mẹ vui, con thấy mẹ cười, con thấy mẹ hạnh phúc là con vui lắm. Mà con sẽ thích cái người làm cho mẹ cười, con thích cái người làm cho mẹ vui, mẹ hạnh phúc. Và con của chị nó nói là hỏi là chị hỏi về mẹ chú là người tốt, nói chú là người tốt đó mẹ. Còn con nít mà còn biết nhận diện nữa, con chị nó nói chú Xoài là người tốt đó mẹ, tại vì chú Xoài giúp mẹ, giúp công việc với mẹ. Là chú Xoài là người đàn ông tốt. Người đàn ông tốt là cái người đàn ông làm cho người phụ nữ của mình cười, hạnh phúc và giúp đỡ trong công việc. Một đứa con nít 13, 14 tuổi mà còn biết như vậy nữa thì mà em lớn rồi mà em không biết như vậy. Em chậm phát triển quá vậy. Coi lại nha. Mình bây giờ mà mình còn nuôi một thằng con trai. Nuôi một thằng con trai của người ta. Vậy mà mình đi dạy người ta cách sống, trời khổ dễ sợ rồi cưng à, bé yêu. Thiệt tình đó chứ. Đang đòi 200 đô hả? Không, em ơi, tụi em lộn rồi chứ, nó không có đòi 200 đô đâu. Vợ chồng nó có mặt mũi nào mà làm chuyện đó, nhục chết. Cái em lộn người rồi đó chứ không có đâu. Đôi lúc cái người đó là cái người cái chăng đó là cái chăng pha kè đó. Chứ ra ăn trực mà ăn trực hết lần này tới lần nọ. Ăn trực hết lần này tới lần nọ. Mà đòi vậy thì có người đâu có ai làm vậy, có chừng mấy mọi người lộn đó. Nha. Ăn trực rồi ở nhờ. Trời ơi, người ta mời đi ra bắt đầu là đi người ta mời bắt đầu kéo nhà bày kéo lũ đi ra.
vợ chồng con cái, tài xế, ô xin, rồi kể cả con chó đi ra ăn xong rồi bắt đầu là ép người ta quê quá nên ép người ta lấy 200 đô. Xong bây giờ đi lên đồi chủ yếu là kéo view thôi, đi lên đồi là chủ yếu là sao biết, buôn bán ế ẩm, rồi muốn dựa vào, muốn tạo ra ma hoài để cho hả đâu có ai đụng chạm gì tới, không mặt vẫn nhảy lên vẫn kiếm chuyện, có nghĩa là muốn tạo ra ma để kiếm view, muốn lợi dụng tên tuổi của anh Luân, muốn lợi dụng cái tên tuổi của anh Luân để được sáng ở trên mạng chứ không gì hết trơn á, chứ cỡ cái ngôi sao hạng bét đó mà không có gọi tên Vũ Luân, không gọi tên, không có ẩn ý tên Phương Lê hay là kéo thêm ba đứa nhỏ nhà Phương Lê thì mọi người nghĩ coi có ai coi không, lên kể về đời sống của vợ chồng hay là con cái thì có ai nghe không? Nếu không dựa vào bất kỳ ai chứ nó lên chỉ nói về tôi, chồng tôi, con tôi thì mọi người nghĩ có ai coi không? Đâu có ai coi đúng không? Thì bắt buộc là người ta, cái cuộc sống của người ta, cái cuộc sống của em ấy phải gào lên, em ấy phải kiếm những cái tên tuổi mà nó có thể giúp đỡ được cho em ấy về miếng cơm manh áo. Đi ăn trực, trời ơi, vợ chồng ta nói ăn trực một cách mà ta nói ăn mà ăn nhiều hơn người ta mà ăn ngổn ngoãn. Bây giờ mọi người coi lại cái livestream của gì, cái thời gian đó đi, ăn nó uống ngổn ngoãn, trời ơi, ăn mà tao nói ăn tới nỗi mà bị cao đến mức độ mà tao nói hả, cái điều mà trên bàn là không còn cái thứ gì luôn á mọi người. Sạt lỡ biển, mọi người tưởng tượng với ăn mà sạt lỡ bờ biển luôn, Bengal luôn đó. Ăn vừa uống, thằng chồng hả thì nhậu nhẹt, trời ơi, con cái thì ăn uống kể cả giúp việc, rồi tài xế gì ăn uống xong rồi nằm phơi ra ở ngoài đó của người ta. Xong bây giờ đi quê quá, kiểu đi ăn trực á, mà kiểu thời điểm đó là cũng còn giữ hình ảnh, bắt đầu mới đem dúi chạy đưa cho ông chồng tôi á hả. Chị không phải bị chồng bỏ đâu, không, chị không muốn nói gì về chủ vấn đề này thôi, nhưng mà thật ra là em chê chị bị chồng bỏ, nhưng mà em quên là mẹ chồng em cũng bị chồng bỏ, thấy chưa? Mình nói vậy là mình bất hiếu với mẹ chồng của mình nói vậy là giờ mình hổn đó, mình nói vậy là mình coi thường mẹ chồng của mình đó, trời ơi, không được như vậy. Mẹ chồng đó là mẹ chồng ruột đó, mẹ là cái người đẻ ra chồng mình đó, mà mình đi coi thường bả là không có được. Tại sao? Tại vì bả cũng bị bỏ, cái mình lên cái mình cười người khác, mà trời ơi, biết đâu mai mốt mình cũng bị bỏ rồi làm sao. Không phải là Bích Trâm có ghét gì vợ chồng cô ta, mà nguyên nhân ban đầu cũng bắt nguồn từ việc anh hai quay xe qua bên Bông Hậu, sau đó còn đưa lên trang cá nhân của mình clip của Thám Tử Lùn, chửi bên phía chị Ni, mà trước đó anh hai đã từng bên vực em út Hồng Loan, thì giữa hai phía đối lập, lúc chị Ni bị nạn bên Mã Lai, phía bên Bông Hậu là người tấn công Hồng Loan trước, Bích Trâm, Linh Tý, Má Tư mới đáp trả lại, đây là điều vô cùng đúng đắn, đâu có gì sai. Và nay vì không thể nào nói lại phía Bích Trâm, Bông Hậu đem luôn chuyện giàu nghèo như là chê bai vợ chồng Linh Tý nghèo, biết chừng nào mới tới nỗi như Bông Hậu. Nhưng mà Bông Hậu nói gì thì nói, thì phía bên ủng hộ Hồng Loan vẫn ủng hộ vợ chồng Bích Trâm, vì vợ chồng họ cứ thẳng một đường mà đi, không hề đi hàng hai. Và Bích Trâm cũng đâu có vừa đáp trả lại Bông Hậu. Ai cũng nhớ Trâm ăn trực trả 200 đô, Trâm rất hãnh diện vì điều đó, nhưng có ai còn nhớ chị Bông Hậu nổ phát chế lời bài quốc ca của Tổ quốc không ạ? À? Không biết chị ấy có hãnh diện không ta? Đúng là Bông Hậu và Bích Trâm kẻ tám lạng người nửa cân, miệng Bích Trâm cũng đâu có vừa gì. Và có thể nói, trong các drama trước, Bông Hậu thường nắm phần trên cơ người khác khi đấu khẩu. Nhưng qua drama này Bông Hậu đụng quá nhiều nhân tài, như Lê Minh, Trí Cảnh, Võ Việt Bân, này Bích Trâm nữa, cô ta chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Vì họ khịa đúng quá mà.